Hôm nay ba chị em Song Thư đã quay trở lại và tụi mình sẽ cùng nhau thực hiện một video review những món đồ mà tụi mình vừa mới mua được tại shopcan.ly. Chắc chắn tất cả các bạn ai mà thích chơi Poppy Cooking hay là thích ăn miền cây thì sẽ biết đến shopcan.ly rồi. Ok, và hôm nay ba món tụi mình sẽ review, thứ nhất là đây là món có tên là Colin làm kẹo chocolate táo. Cái món này anh Hương mua ở tiệm kẹo.ly 70.000 một bịch. Tiếp theo tụi mình sẽ review đó chính là đây chính là Popping Cooking Hot Moco Moco Toilet làm soda. Yeah, nguyên một cái toilet luôn. Rất là mắc cười. Và của chị Nhung là Curling làm kẹo sô-cô-la chuối. Yeah. Thật là háo hức. Bây giờ chúng mình làm món nào trước đây ta? Và chúng mình cùng làm một món đi. Đúng rồi. Hay là sô-cô-la táo đi. Okay. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái phần này ra đi. Wow, nhìn nè. Wow, thật là hấp dẫn. Wow, có một cây tâm ở đây. Ủa, cái viên tròn tròn dễ thương quá. Dạ. Mình có thể ăn được, cái vấn đề là mình tự làm xong mình tự ăn luôn. Này, em thấy là bây giờ đầu tiên là chị Nhung sẽ mở cái bịch này đi ha. Đây là cái bịch sốt. Dạ. Sốt táo nè. Đúng rồi. Thiên Thư thì sẽ mở cái bịch cơm nha. Còn anh Thư thì sẽ làm đến cái bước gọi là mình sẽ dùng cái cây tâm này và mình sẽ cắm vào cái viên này. Cắm thật là ngay vào chúng giữa cái trung tâm luôn. Wow. Ê à. Hấp dẫn. Rất là thơm luôn á, thơm. Thơm mùi sao giống mùi dâu á, người ta nói mùi táo còn giống mùi dâu nha. Dài. Wow. Không, cái này nghe mùi táo nè. Thường à. Cái sốt đúng hấp dẫn luôn. Sao mà chị không sao? Không sao. Tại vì nó cái sốt này nó hơi dẻo và cứng á, cho nên là mình đẩy ra không thấy là mình sẽ đụng vào. Các em nhớ cẩn thận. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn Thiên Thư thử trước đi. Cái món này là chúng ta sẽ đầu tiên là chấm vào cái sốt trước nha. Trời ơi, tự nhiên là thiệt á, đúng hấp dẫn luôn á ta. Quá. Và sau đó mình sẽ chấm vào đây. Các bạn ơi, 1, 2, 3 ăn rồi cảm nhận cho các bạn nghe nha. Ngon. Nhìn thế nào, cái mùi vị nó là sao? Cái mùi vị sao? Như mùi dâu hả? Như mùi dâu hả? Nhưng mà rột, rất là đưa miệng. Có thể là cơm làm cho Thiên Thư nghe cái gia vị nó vui trong miệng. Bây giờ anh Thư sẽ làm cho chị Nhung đây. Được không? Thấy ngon không? Rất ngon. Các em ơi, cái này người ta nói là trái táo không? Vị táo. Vị táo. Nhưng mà đúng là chị Nhung cũng nghe mùi dâu. Nhưng mà cái kẹo rất là ngon. Cái kẹo nó dẻo không chị Nhung? Đúng rồi. Bây giờ anh Thư mới được thử đây. Nãy giờ phục vụ cho hai người đẹp. Ok. Cái cơm nó làm tăng thêm cái sự vui nhộn khi mà mình nhai. Chị Dung cảm giác như vậy. Sao chị Thư? Tự nhiên ăn cái này nhớ kẹo hiệu tên là Sui. Nói chung là nó dẻo giống y chang cái kẹo dẻo bình thường luôn. Hương vị trái cây bình thường nhưng mà bạn sẽ cảm thấy rất là đã khi mà bạn cắn vào những cái hạt cốm này. Nó giòn, nó tan, nó bể ở trong miệng bạn. Trời ơi, cực kỳ đã luôn. Đúng rồi. Trời ơi, Thiên Thư thích quá rồi. Thiên Thư ghiền rồi, Thiên Thư ghiền rồi các bạn ơi. Thiên Thư tự làm luôn. Dạ. 1, 2, 3. Cái món kẹo này nha, bình thường mình ăn những cái loại kẹo khác mà mua sẵn á thì mình sẽ không có cần làm gì hết. Nhưng mà với cái loại kẹo này là mình có thể sáng tạo, mình có thể tự làm chấm chấm như thế này thì sẽ thích hơn đúng không chị Dung? Đúng rồi. Dạ, quả là một cái món tụi mình sẽ cho 9/10 nha. Tại sao 9/10? Tại vì cái sốt này á nó hơi bị cứng và dẻo cho nên là cái lúc đẩy ra không khéo thì mình sẽ bị đụng và làm rớt cốm ra. Đây là đổ lỗi cho cái sự vô ý. Ok, tiếp theo chính là kẹo sô cô la chuối. Ồ, kẹo sô cô la chuối này mình cũng sẽ ăn giống như là cách ăn kẹo sô cô la táo nha. Wow, phong cách hình khác hoàn toàn nha các bạn. Cái kiểu vui quá ha. Đây, cái kiểu này nhìn giống nuôi quá hả? Không, chị Nhung thì cảm giác giống như là kẹo bắp chứ nó giống như vậy á. Cái màu cũng giống thôi nè, nhưng mà không biết cái vị nó như thế nào, nhưng mà cái này là vị chuối. Nên là sẽ
cái màu nó vàng giống cái kẹo bắp đó thôi. Để chị Dung ơi, chị Dung để vô cho nha. Các bạn ơi, đây là một cái cốm cũng giống cái táo á các bạn. Chấm vào nó vô. Cái loại cốm này cũng tương tự như là cái kẹo táo nãy đúng không? Đúng rồi. Hình như chị Dung thấy là như nó là sốt sô cô la nha. Nó khác mùi thôi. Cẩn thận nha, thiệt kỳ này em hơi sẽ rút kinh nghiệm. Đúng rồi, rút kinh nghiệm. Cái sốt nó cũng dẻo dẻo nhưng mà nó không có cứng bằng cái sốt của táo nha các bạn. Cái sốt sô cô la đúng hấp dẫn luôn. Nghe mùi sô cô la đúng không? Đúng vậy, nồng nặc luôn. Để chị Dung làm nha. Cuốn tròn hết luôn nha, cuốn tròn đầy hết nguyên một cái này nè, giống như cái hình này nè. Wow. Dễ thương quá. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Thôi bây giờ Thiên Hương nhỏ nhất, Thiên Hương ăn trước nha. Hai chị nhường cho Thiên Hương ăn trước. Yeah. Sao? Mùi vị cũng ngon. Mùi, nghe mùi như thế nào? Nghe mùi chuối không? Nghe toàn mùi chuối. Cái gì vậy? Là át cái mùi chuối đi rồi. Nhưng mà các bạn ơi, cái này cũng ngon nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn chấm những sô cô la quá thì sẽ bị ngán. Chấm những sô cô la quá bị ngán hả? Vậy là anh Thư là bây giờ anh Thư ăn thì sẽ chấm vừa sô cô la thôi. Để xem như thế nào nha. Nhưng mà cái món này nhìn nó đẹp quá các bạn ơi. Nó đẹp hơn cái kẹo táo nãy luôn á. Không, sô cô la này là mình sẽ rải cùng với lại đây cơm. Ăn mà không nói nên lời. Nhưng mà chị Nhung vẫn cảm thấy là chị Nhung thích cái kẹo táo hơn là kẹo chuối. Để thử thế nào? Thích kẹo chuối hơn kẹo táo. Vậy chắc là chị Anh Thư thích sô-cô-la đó. Ok các bạn ơi, nếu như mà Anh Thư thì Anh Thư sẽ chọn cái mùi chuối sô-cô-la này để Anh Thư ăn hoài. Nhưng mà cũng tùy mùi vị cho nên là chị Nhung và bạn Thiên Thư thì thích mùi táo hơn. À, thích mùi táo thì kể mấy bạn đi, mình sẽ chơi một mình với bạn chuối. Yeah. Mình chị hết đi. Bây giờ tiếp theo đó là tụi mình sẽ bắt đầu review đến cái bộ cookie popping làm soda với cái bồn cầu rất là đáng yêu. Cái bộ này của chị Dung nghĩ là trong nhà không ai thiếu được cái bộ này cả. Đúng rồi. Chị Dung không hiểu là như thế nào nữa nè. Nói chung mấy món này là mình sẽ rắc ráp thành một cái bồn cầu đó. Mình sẽ thả bột của soda vào, mình thả nước vào, nó sẽ thành soda, mình sẽ uống. Vậy là hình như cái hộp này cho mình hai cái bình luôn đúng không? Hai bình vị, hai vị khác nhau, chị Dung nghĩ vậy. Đúng không? Em cũng không biết nữa. À nè, một vị dâu nè. À dâu, nhưng mà cái này là sô-cô-la nè. Soda chắc là soda thường, còn soda dâu á. Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ coi cái hình đi. Mình coi cái hình. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rắc ráp cái bồn vệ sinh của chúng ta thôi. Đó, mở ra. Cái đồ chơi này chị Dung nghĩ nó tiện được có cái khi mà mình chơi xong, mình uống xong, mình có thể mình để mình chưng luôn. Đúng rồi, mình chưng. Nếu mà bạn nào chưa biết Barbie thì có thể là một cái bồn vệ sinh chứa Barbie rất là đáng yêu nữa. Thiên Thư thích này lắm đúng không? Đúng vậy. Thiên Thư có thể cho búp bê Barbie đi vệ sinh. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho cái khung này vào trước nha các bạn. Đó, chúng ta có tất cả là 4 khung. Thiên Thư mới đẩy vô đúng không? 1, 2, 3 là của Thiên Thư. Và cái bồn cầu nữa là cái 4. Ra hình như là gắn cái này vô nè. Để quá mà vô chứ. Yeah, đúng rồi. Okay. Bên Thư sẽ gắn với cái mặt này vào ha. Wow. Và cái nắp bồn cầu đây. Ồ, dễ thương quá à. Ồ, mình lựa sao mà trúng ngay cái bồn màu hồng. Rất là đáng yêu luôn. Của Barbie. Yeah, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cái bột vào đi, cho cái bột màu hồng mình, đi. Chị Nhung sẽ cho cái bình này vào trước nha, màu hồng chứ. Nhìn dạ, nó cũng giống như cái màu của cái bột cầu. Thơm quá, là mùi dâu quá không? Yeah, đây là soda mùi dâu á các bạn ạ.
bây giờ mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ vớt một miếng nước bằng cái nắp của cái bồn ha. Sạch thì bạn đừng lấy nước lạ uống. Đó, rồi như là Thiên Thư sạch, lấy cái này đi, Thiên Thư quậy quậy lên, quậy lên. Rồi Thiên Thư quậy đi nha. Đó. Hấp dẫn quá. Qua wow, sữa bọt rồi kìa. Chị anh Thư ơi, sữa bọt rồi. Kè hết ở trên cái bồn toilet. Này giúp rửa bồn cầu. Các bạn ơi, hồi là mình sẽ uống cái này chắc cũng ngon lắm đây. Rồi Thiên Thư ơi, bây giờ bạn thử bạn uống cái soda này coi nó có ngon không? Thử không? Thử chứ, Thư Thiên Thư uống chứ đi. Ừ, Thiên Thư thử nghiệm đi. Ai, chắc cũng ngon lắm đây. Trời ơi, đã quá à. Cái mùi sao? Ngon quá à. Lần đầu tiên có người uống nước ở bồn vệ sinh mà khen ngon á nha. Ngon không? Mùi dâu là mùi của Thiên Thư mà. Rồi, ok, chị Nhung thử đi chị Nhung. Ngon lắm luôn á. Ngon hả? Cảm giác đúng là có cái vị soda nó giống như nó nồng nồng trong cái miệng đó. Làm gì anh Thư thử chứ. Thử đi. Ok. Nghe được rồi. Ngon à. Ngon một xíu. Ok các bạn ơi, bây giờ mình chỉ còn có một cái bịch màu xanh này và mình sẽ thử luôn xem cái vị của nó là vị gì nha. Này. Yeah. Không biết sẽ ra sao đây. Bây giờ mình sẽ cho nước vào hai nắp nha. Thiên Thư sẽ múc mũi thứ hai cho bạn Thiên Thư. Đóng nắp lại. Bây giờ chúng ta chỉ có việc quậy lên thôi. Wow, ở đây là anh Thư. Khi mà mình trộn lên thì mình sẽ thấy cái bọt màu xanh nha các bạn. Các bạn có thấy luôn không? Chị Nhung nghĩ cái này chắc mùi bạc hà á. Dạ đây, em cũng không biết mùi gì, cũng đang rất là hồi hộp đây. Hoặc là cái mùi kem đánh răng. Trời ơi, kem đánh răng là chắc không có dám uống cái này đâu. Cái đó là kiểu sweet. Dạ. Không, đây đúng là một cái món đồ chơi khá là thú vị. Có nghĩa là mình vừa chơi mà mình có thể cảm nhận cái vị được. Yeah. Rất là vui. Các bạn ơi, bọt đang ngày càng dâng trào các bạn ạ. Ngoài những cái bộ này ra thì Can.d còn bán rất là nhiều bộ khác thì mình cũng hấp dẫn lắm. Như là làm hamburger, làm donuts. Yeah. Và anh Thư đã mua rất là nhiều hộp. Anh Thư sẽ cho tất cả các bạn xem rồi các bạn sẽ chọn là món nào sẽ làm trong video tiếp theo nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta phải thử rồi. Mời bạn Thiên Thư đi trước đi. Trời ơi. Thiên Thư lúc nào cũng là người đứng trước hết. Nhưng mà đừng ngon có uống hết nha. Vậy. Mùi gì? Mùi gì? Mùi bạc hà. Đúng rồi, là chị Nhung đang đúng rồi. Ok. Chị Thư hút ở trong đây nè chị Thư. Chị Thư hút ở ngoài bọt không ạ? Ngon. Thử đi rồi biết. Các bạn ơi, đây không phải là mùi bạc hà, đây là mùi bẫy ức. Soda bẫy ức các bạn ạ. À, y chang bẫy ức luôn, đúng không chị Nhung? Bẫy ức trong mùi chanh, giống như cái mùi mình có cái vị chua chua mà biết mùi gì. À, nó giống như bẫy ức vậy đó, đúng nhưng rồi. Mà bẫy ức mình uống vô thì còn có gas. Nhưng mà cái này là không có gas, bình thường là cái vị ngọt cũng là vị ngọt của bẫy ức luôn. Các bạn đã tưởng tượng được rồi nha. Wow, rất là ngon. Có thể cái em nào mà thích thì có thể mua về mình tự mình cảm nhận thử. Cảm nhận thử, đúng rồi. Thiên Thư thích vị nào, vị dâu hay là vị bẫy ức này? Thiên Thư thì thích cái mùi dâu hơn vì cái mùi bẫy ức thì nghe rất là nồng. Nghe hả? Nghe mũi. Chị Nhung thì sao?
chị Nhung cũng vậy thôi, chị Nhung thích mùi dâu. Vậy là chị Nhung và Thiên Thư có cùng sở thích rồi đó. Ờ, còn anh Thư thì nói chung là mùi nào cũng được, mùi nào cũng được. Mỗi mùa có một cái hay riêng, có một cái ngon riêng. À, anh Thư dễ ăn, dễ sống, dễ uống lắm. À, cho nên là hôm nay tụi mình rất là vui khi đã được review ba cái sản phẩm khá là thú vị cho các bạn. Hai loại kẹo và một cái loại đồ chơi mà có thể mình chơi mình uống được với soda. Và ngoài ra thì tụi mình còn có rất là nhiều hộp nữa đây. Và không biết là phần tiếp theo các bạn sẽ chọn loại nào. Có thể comment ở bên dưới cho tụi mình biết nha. Chị Nhung với Thiên Thư bày ra cho các bạn xem. Wow, đẹp. Cái bọt này nè, lúc mà vận chuyển nó bị mớt một miếng. Chị Nhung đang háo hức là chị Nhung được mở cái hộp này. Thiên Thư đang háo hức là Thiên Thư sẽ được mở hộp này. Hình như cái này là kem á. Đúng rồi, Thiên Thư rất là thích kem. À các bạn ơi, hộp đầu tiên đây đã chính là một cái hộp làm pizza. Yeah, pizza ha. Tiếp theo đó chính là một cái hộp đồ ăn thập cẩm luôn, có hình con gấu panda, cho nên là anh Thư tạm gọi cái hộp này là hộp gấu panda để các bạn có thể dễ dàng comment. Còn đây là một cái hộp gọi là sushi. Yeah, sushi nha các bạn, làm sushi. Đây là hộp kem. À, đây là bánh donuts. Donuts nha các bạn. Pizza để đây. Và đây là cái gì chị Nhung nhìn như không hiểu luôn á. Giống sushi. Không, đây là cái dạng cái bánh ngọt của bên Nhật á. À, cho nên là mình cũng tạm gọi là bánh ngọt của Nhật đi ha các bạn, để mà các bạn có thể dễ comment. Ê, hình như chị Hai nhớ rồi đó. Hình như cái này chị Hai có thấy ở trong Marie Le Monde á. Dạ đúng rồi. Cái bánh này nè, nhớ không? Ngon lắm, nó nằm trong mấy cái hộp. Đúng, đúng, đúng rồi. Nhưng mà em cũng quên tên là gì rồi. Mà tất cả các sản phẩm này là đều đến từ Nhật cả. Thế là wow, rất là thích đồ rồi chơi của Nhật. Trong video clip tới, nếu mà tất cả các bạn thích món đồ nào thì hãy comment cho ba chị em mình biết và tụi mình sẽ thực hiện video clip đó về cái đồ chơi này nha. Và tiễn khởi thì mùa Giáng sinh đã sắp tới rồi, nhưng mà Song Thư đã mua đồ rồi mà vẫn chưa có thời gian trang trí cái phòng lại. Chắc chắn là ngày mai tụi mình sẽ trang trí và sau đó sẽ quay video cái quá trình tụi mình trang trí phòng của mình như thế nào cho tất cả các bạn xem nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư Lab.